10 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất YouTube, Trương Lệ Dĩnh chiếm 3 tác phẩm. Thứ nhất, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất năm 2016. Phim không chỉ đạt rating khá cao mà còn thu hút lượt xem khủng trên mạng. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình cảm lãng mạn giữa anh chàng điển trai giỏi giang Tiêu Nại và Bối Vivi, hoa khôi của khoa công nghệ thông tin. Hai người quen biết kết hôn với nhau trong game rồi trở thành một cặp đôi ngoài đời thực. Thứ hai, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là bộ phim cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử. Chính vì vậy mà độ hot của phim lại được tăng lên rất nhiều. Nội dung phim kể về hồ ly Bạch Thiển sống tới 14 vạn tuổi nhưng lại không may mắn trong chuyện tình duyên. Cuối cùng nàng gặp được Thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Nhưng câu chuyện tình duyên này cũng không được suôn sẻ, đẩy cả hai người vào ân oán khó thể tháo gỡ. Thứ ba, Sam Sam Đến Rồi. Sam Sam Đến Rồi được xây dựng từ tiểu thuyết Sam Sam Đến Đây Ăn Nè của Cố Mạn, câu chuyện kể về cặp đôi oan gia Phong Đằng và Sam Sam. Sam Sam vì hiến máu cho em gái của Phong Đằng nên đặc biệt được anh chiếu cố gửi cho món gan lợn ăn hàng ngày. Từ ngày Sam Sam đến làm việc, Phong Đằng vô cùng vui vẻ, luôn muốn gây khó dễ cho cô. Sam Sam hết mực phản kháng nhưng lúc nào cũng thua dưới tay của đại boss. Thứ tư, Sở Kiều Truyện. Bộ phim xoay quanh nữ nô lệ Sở Kiều sau khi được Thế tử Tây Lương Yến Tuân cứu mạng, Sở Kiều được đưa về làm trong nhà họ Vũ và gặp công tử Vũ Văn Nguyệt. Từ đây, tam giác tình yêu giữa họ chính thức hình thành. Tranh đấu giữa các môn phiệt đại ngụy khiến cả nhà Yến Tuân bị đồ sát, lâm vào tuyệt cảnh. Sở Kiều cùng chàng vượt qua sinh tử, đồng thời giúp chàng thoát khỏi nguy khốn. Sau khi trở về Bắc Yến, Yến Tuân dã tâm bành trướng, không tiếc dùng tính mạng bách tính, chiến hữu xâm chiếm lãnh thổ Xưng Hùng. Sở Kiều tuyệt vọng ngày càng xa cách Yến Tuân. Thứ năm, Diên Hy Công Lược. Diên Hy Công Lược là bộ phim truyền hình Hoa ngữ kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc, nhân vật Lệnh Phi từng được nhắc đến trong Hoàn Châu Cách Cách vì tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của chị gái mình mà nàng vào Tử Cấm Thành làm cung nữ. Dưới sự dạy dỗ của Hoàng hậu Phú Sát, Anh Lạc dần trở thành nữ quan chính trực kiên cường. Sau khi Hoàng hậu qua đời, Anh Lạc quyết định trở thành phi tần của Càn Long và giúp đỡ ông trở thành một minh quân. Thứ sáu, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Hậu Cung Chân Hoàn Truyện là tác phẩm cổ trang ăn khách bậc nhất của Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lưu Lưỡng Tử. Phim xoay quanh đấu đá nơi hậu cung của những người phụ nữ cao quý nhằm tranh giành sự sủng ái của bậc đế vương. Với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực như Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Tường Hân và các diễn viên trẻ như Đàm Tùng Vận, Mao Hiểu Đồng, Đường Nghệ Hân, phim đã đạt nhiều thành công lớn và là niềm tự hào của phim ảnh cổ trang Trung Quốc. Thứ bảy, Hoa Thiên Cốt. Được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn mạng Fest Quả Quả, phim kể về một mối tình cảm động lòng người và đầy sóng gió của Hoa Thiên Cốt và Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt là vị thần cuối cùng trên thế gian, thiên sát cô tinh trăm năm khó gặp, sinh ra cả một vùng rộng lớn các loài hoa đều héo tàn nên gọi là Hoa Thiên Cốt. Còn Bạch Tử Họa là người một đời không phụ Trường Lưu, không phụ lục giới, không phụ thiên địa. Thứ 8, Hương Mật Tựa Khói Xương. Hương Mật Tựa Khói Xương là dự án chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Điện Tuyến, nguyên tác gốc vốn là tiểu thuyết từng gây tiếng vang, được nhiều độc giả săn đón cũng như yêu thích. Bộ phim kể về tình yêu tha thiết trải dài suốt hàng trăm năm của ba vị thần Cẩm Mịch, Khúc Phượng và Nhuyễn Ngọc. Với những bí ẩn về thân thế của Cẩm Mịch cũng như thù oán chất chồng giữa Nhuyễn Ngọc và Khúc Phượng, mối tình tay ba này không chỉ lắm giằng xé, bi thương mà còn ẩn chứa những mưu mô hiểm ác. Thứ 9, Bên Nhau Trọn Đời. Bên Nhau Trọn Đời là một bộ phim không có quá nhiều cao trào và đột phá, với nội dung xoay quanh chuyện tình lãng mạn của cặp đôi Mạc Xanh và Dị Thâm. 7 năm xa cách vì những hiểu lầm nhưng cuối cùng cả hai vẫn bên nhau trọn đời. Bộ phim cuốn hút người xem khi khéo léo lồng ghép những khoảnh khắc lãng mạn của Dị Thâm và Mạc Xanh. Dị Thâm luôn dành sự quan tâm và chăm sóc Mạc Xanh trong từng hành động cử chỉ. Những hành động ngọt ngào của Hà Đại Luật Sư khiến tất cả các fan đều tan chảy và không khỏi ghen tị với Hà Phu Nhân. Thứ 10, Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta. Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta chuyển thể từ tiểu thuyết thanh xuân cùng tên của tác giả Triệu Kiên Kiên, kể về câu chuyện của cô nàng hậu đậu Trần Tiểu Hy và anh chàng kiêu ngạo gian xảo Giang Thân. Từ thanh mai trúc mã đến khi lỡ lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau giữa dòng đời.
Đề tài phim theo đuổi không mới mẻ, thậm chí được rất nhiều dự án trước đó khai thác, nhưng tình yêu ngọt ngào ngây thơ trong phim Thanh Xuân Vườn Trường chưa khi nào gây nhàm chán. We'll be right back.